mới rồi ha. Dạ, con chào bác. Ừ. Em chào anh. Dẫn phòng cụ, bác mở máy lạnh sẵn sàng rồi. Con cảm ơn bác. Bác, giờ này bác ăn gì mà nhìn bác đẹp quá à. Con nhỏ này khéo khen bác quá à. Nè, lần này ở đây lâu lâu nha. Rồi bác chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ cho con. Thoải mái mà hưởng thụ. Con chào cô. Con cảm ơn bác. Cô cô đành quá khách. Chờ xíu, chờ xíu. Con đưa em lên phòng. Dạ, đi em. Dạ. Nghỉ ngơi nha. Cô ơi, cho con lấy phòng. Cô cho con lấy phòng. Con là Trà My hả? Dạ. Lầu 2. Dạ đúng rồi. Lên phòng luôn con. Cô cho con hỏi Mai hôm nay có ở đây không cô? Con kiếp Mai có gì không? Dạ, con là bạn học chung với Mai. Hôm trước tụi con có đi họp lớp, xong Mai bảo là khi nào mà ghé homestay á, Mai giảm giá cho 50%. Thì không biết hôm nay con được giảm giá không cô? Con nè, mình không có tiền á thì đừng có đi chữa lành làm gì ha. Dạ. Đợi xíu. Quân ơi, có bạn Mai tới nè con. Sao mẹ? Đây là bạn Mai. Dạ đúng rồi, em với Mai là bạn học cũ với nhau. Anh là chồng của Mai đúng không? Em có nghe Mai nhắc nhiều về anh. Đưa lên lầu 3 đi con. Lầu 3 máy lạnh hư rồi mẹ. Giảm giá mà đòi hỏi quá à. Đi đi. Để anh kéo vali cho con nghe. Dạ. Có bí kíp nào chỉ cho cô đi. Nghe. Không có bí kíp gì đâu. Cô ơi, mình có gì ăn không cô? Homestay này á, không có gì ăn hết đâu. Có mì gói với nước ngọt thôi. Hồi nãy con đi xe mệt quá. Cô cho con mì gói cũng được ạ. Con cũng đói bụng nữa. Bác làm giúp con nha. Được rồi, bác xuống làm cho con. Con cảm ơn bác. Ừ. Đây đây, đồ ăn tới rồi nè con. Dạ. Con cảm ơn bác. Bác có ăn không? Ăn chung với con cho vui. Thôi, mình con ăn thôi. Con cảm ơn bác. Còn cô đó, tô mì của cô 50.000. Cô muốn đưa tiền mặt hay chuyển khoản? Cái gì? Tô mì không, không trứng, không đồ ăn kèm. Có phải giá cắt cổ quá không cô? Chỗ này không phải chỗ tình thương. Người ta bán cũng phải có lời chứ. Ở đã giảm giá rồi. Bây giờ tô mì, cô không cho tôi lấy lời hả? Hồi nãy con hỏi cô có đồ ăn không? Thì cô bảo không có. Thế tại sao cô ấy lại có? Tôi với cô không giống nhau. Tôi với bác đây coi như là người thân trong nhà vậy đó. Với lại tôi xuống đây tôi đâu có ở giảm giá đâu. Tôi vẫn trả tiền đầy đủ mà. Sao mà so sánh với tôi được? Có tô mì 50.000 á, cô kỳ kèo. Bây giờ một mâm cơm như vậy, không biết là cô trả tiền nổi không à. Thì ngay từ đầu chủ homestay đừng có đưa ra các chương trình giảm giá để kéo khách chứ. Thôi, nhắc lại một lần nữa, mình có tiền á thì mình hẳn đi du lịch, không có tiền á thì đừng đi chữa lành nha. Ăn đi con gái. Con ơi con ơi, vợ con tới, vợ con tới. Sao không nói anh ra đón? Rinh đồ vậy nặng sao? Thôi, em tự lo được mà. Có gì đâu mà phải phiền anh. Ủa, chị Như, nay chị lên đây là công tác hay là đi du lịch? Sao chị không nói em? Chị du lịch. Bình thường du lịch là chị thích ở đây nhất á. Mà dạo này con thấy làm sao mà hôm tay mình vắng quá bác. Em nè. Anh thấy tình hình hôm tay của mình á, là mang càng ngày càng đi xuống. Bây giờ anh muốn học thêm cái nghề mới để phát triển hơn. Nhưng mà cái hôm tay này mình bán đi để anh lấy cái tiền anh đưa vào việc học được không? Bán? Sao gấp quá vậy? Mà bán cho ai? Bán cho chị nè. Chị mua lại hôm tay của em được không? Đúng rồi đó con. Như á, lên đây rồi thích nơi này, quý cái nơi này, rồi nghe Quân đây là có ý định bán, rồi cũng mở lời là muốn mua lại. Mình thân quen mình bán nó cũng dễ dàng hơn. Còn thấy đó, tình hình kinh doanh đó, sẵn tiện hôm nay là Như ghé đó. Rồi mẹ mới nói Quân là gọi con qua để có gì mình ký giấy tờ luôn con ha. Dạ, cái này gấp quá, để con suy nghĩ đó mẹ. Chưa có quyết định liền được đâu. Em, làm ăn là phải rút rẻ chứ. Bây giờ mình bán đi, chia số tiền làm đôi. Một phần anh đưa cho em, một nửa anh đã đi học rồi anh mua thiết bị.
anh về anh phát triển cái chỗ làm của mình, rồi anh đi làm anh lo cho em. Em không cần phải mệt mỏi nữa nha. Chồng con nói đúng đó. Con thấy thời buổi kinh tế bây giờ khó khăn lắm. Homestay mình đó, hôm nay nó có như với một cái gì khác nữa. Còn những ngày khác coi như là vắng vẻ lắm. Để càng lâu là coi như là mình thua lỗ dữ lắm con. Bán đi nha. Thật sự là tại vì đúng cái lúc này á là chị cũng định mua. Nhưng mà nếu mà em để lâu thì chị cũng chưa chắc. Thôi thôi bán lẹ đi con nè. Giấy tờ đã viết xong hết rồi. Bây giờ chỉ cần con ký thôi nha. Ta ký lẹ đi con. Ta út ký một cái thôi con. Khoan nè. Cô Trà My, cô chỉ là khách ở đây thôi. Cô cái này là chuyện gia đình tôi, tự nhiên cô xía vào làm sao? Trà My là bạn của con. Con nhờ Trà My lên đây để thu thập đủ bằng chứng mà hai mẹ con của mẹ đối xử với con đó nè. Con trai à, cứ y như lời mẹ dặn, chắc chắn là con Mai nó sẽ ký. Lúc đó cái homestay này sẽ thuộc về chúng ta. Thì giờ nó vẫn là của mình mà mẹ. Trời ơi con ơi, nó mua nó đứng tên. Bây giờ lỡ có ly dị á thì cái homestay này vẫn là của nó. Còn mày ra đi có kỳ nịch biết không? Anh, không lẽ anh lấy em không có gì cho em hết hả? Thôi ráng đi. Anh hứa anh lấy cái hôm này cho em, lấy tiền cho em. Chịu chưa? Dạ chịu. Mẹ ra ngoài. Hai người quen nhau từ thời đi học. Cô ấy bên cạnh anh lúc anh chẳng có gì. Khi anh thất nghiệp, cô ấy còn chạy đôn chạy đảo để kiếm nghề cho anh. Cô ấy còn là người đóng tiền cho anh đi học nữa. Và cũng là cô ấy về nhà xin tiền gia đình để mở cái homestay này, để anh có chỗ tới lui mà làm việc. Vậy mà vừa có chút tiền, anh đã vội trở chứng, đã ngoại tình, lại còn âm mưu dâng hết tài sản của vợ lên cho người tình nữa. Mưu mô hãm hại chính người thân của mình như vậy, còn điều gì trơ trẽn hơn nữa không? Chị Như, chị là khách quen ở đây, em lúc nào cũng coi chị giống như chị em trong nhà, nên lúc nào em cũng giảm giá cho chị. Chưa kể mỗi lần chị lên đây em đều có quà cho chị. Nhưng mà hình như là những món quà của em nó không có đủ lớn bằng cái lòng tham của chị hả chị? Nên chị đành giật chồng em đúng không chị? Còn anh, em chấp nhận ở nhà nuôi con, làm hậu phương cho anh để anh phát triển. Nhưng mà anh phát triển cái gì? Anh đi cặp bồ, chưa kể anh lừa em để lấy cái hôm này cho người tình của anh nữa. Một bên là gia đình vợ con anh, danh dự của anh, còn một bên á chỉ là tiểu tam, một thứ rẻ tiền thôi. Anh có đáng làm cha làm chồng không? Còn mẹ nữa, mẹ lớn tuổi rồi mà mẹ, tại sao mẹ dại quá vậy? Mẹ bao che cho chồng con ngoại tình. Ngày hôm nay con có mặt ở đây là để giải quyết tất cả vấn đề. Em sẽ ly hôn với anh. Cái hôm này là của con. Tiền con vay mượn gia đình con, không có của cải gì của mẹ. Hai người không có cái quyền gì trong cái hôm này hết. Mời chị Như, mời mẹ, mời anh gom hết đồ ra khỏi cái hôm này giùm con. Anh, anh. Tôi ổn rồi, tôi không có sao đâu. Cảm ơn bà nhiều nha. Cố gắng nha. Buông ra. Tôi cho em. Buông ra. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Sao anh đánh hả? Sao anh đánh phụ nữ? Uyên, không có chuyện của mày. Em yêu, nói cho anh biết cái mật khẩu của cái thẻ này. Không, không bao giờ. Bây giờ em muốn mất tiền hay là muốn mấy cái hình nóng của em được người ta share nha? Anh nói. 19 05 20. Đủ rồi hả? Hồi nãy nói sớm thì đâu có ăn đòn. Thôi chơi với bạn đi, anh xài hết tiền anh kiếm em tiếp. Làm cái gì vậy? Sao anh lấy thẻ của nó ra? Cho mẹ tao. Sao vậy Huy? Hình nóng là sao? Tại sao nó có hình nóng của mày? Tại tao ngu,
tao tin lời nó. Nó lợi dụng lúc tao ngủ, nó chụp hình hóa thân tao. Giờ nó tống tiền tao. Bây giờ tao phải làm sao đây? Tao rối quá. Không lẽ mày cứ để cho nó uy hiếp mày vậy được? Mình báo công an đi, có gì đâu mà phải sợ. Không được, mày mà báo công an là nó đăng lên mạng, ba mẹ tao, dòng họ tao và con làng xóm nhìn vô. Không được, không được thôi. Chuyện của tao mày để tao giải quyết nha. Mày giải quyết như vậy đó hả? Mày để người khác uy hiếp tống tiền mày như vậy mày gọi là giải quyết hả? Để đó cho tao, để tao lo cho mày. Được. Mày phải tin tao. Em chơi với anh đi, đẹp vậy mà không đi chơi với anh uổng quá vậy. Em buông ra coi. Sao không buông rồi sao hả? Anh không né ra là tôi la lên á. Em mà la là anh hung em đó nha. Chơi với anh được mà. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Giữa ban ngày ban mặt sao anh dám giở trò đồi bại với con gái người ta hả? Lại là mặt mày nữa hả? Tao chưa tìm mày mà mày tới đây tìm tao rồi. Tao nói cho mày nghe nè, tao làm cái gì thì kệ tao, không liên quan tới mày. Biến. Anh dám làm bậy, tôi báo công an đó. Chà, báo đi. Mày báo thử tao coi. Sẵn mày báo luôn cái chuyện tao đang giữ mấy bức hình nóng của mày. Anh. Sao? Biết điều thì biến. Tao không có giỏi kiên nhẫn đâu. Đi chơi với anh. Tôi sẽ tố cáo anh. Không để cái thằng khốn này như anh muốn làm cái gì thì làm đâu. Ngon. Được rồi, để tao coi cái chuyện tao đi tù với cái mấy hình ảnh hot của mày trên mạng xã hội, đứa nào thiệt thòi hơn. Định làm gì? Tao nói mày rồi, đừng có chọc máu chó tao. Tao không có sợ cái gì đâu. Nhiều vậy em? Dạ, 10.000. Dạ, cảm ơn anh. Bán nước mà đẹp gái, bữa nào đi chơi với anh nha. Dạ. Anh là anh Trần Quang Quân. Ừ đúng rồi, mấy người là ai vậy? Anh đã bị bắt vì tội tống tiền, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác. Nói cái gì vậy, tôi có biết gì đâu. Mời anh về phường để hỗ trợ điều tra. Đau! Buông tôi ra, tôi có làm gì đâu, buông ra! Lên phường giải quyết. Đại tiểu thư làm việc rất là nhanh gọn. Tên cặn bã đó cũng đã bị bắt rồi. Còn tất cả bài báo và hình ảnh đã gỡ xuống hết được chưa? Dạ, tất cả đã xóa hết rồi. Nhưng mà trí nhớ của con người thì lại không dễ dàng xóa bỏ như vậy được. Alo, mày coi nè, phải con nhỏ đó không? Con nhỏ bướm bướm gì đó. Ừ, trời ơi, nhìn ngoài cũng ngon quá ha. Trời ơi, đó, đó nè. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ê em, có phải con gái bướm bướm đó không? Đi chơi với anh đi. Ê, ngủ với anh đi, có gì đâu ngại. Không. Nín đi. Không sao đâu, để tôi lo.
Ê, có phải nhỏ hot trên mạng không? Cái nhỏ mà có hình xăm bướm bướm á. Ồ, đúng rồi, đúng cái hình xăm đó rồi á. Ủa nhưng mà sao hai con kia nó cũng có vậy? Anh cũng biết nữa, chắc là trùng hợp. Công nhận xinh thiệt ha. Không mấy em ra chụp hình với mọi người. Để em ra xin chụp hình. Mấy chị cho em xin chụp hình với được không? Chị My, chuyện này là sao vậy em? Sao mọi người lại giúp chị? Câu hỏi này chị nên hỏi bạn chị thì đúng hơn á. Chị Thư tới rồi. Thôi em đi trước nha. Cảm ơn chị vì lần trước đã giúp em. Cảm ơn em. Thư, tôi nghe nói là Thư giúp tôi hả? Tôi cảm ơn Thư nhiều lắm nha. Có gì đâu, giúp đỡ người khác là chuyện nên làm mà. Kẻ có lỗi mới đáng bị chỉ trích, chứ từ đó tới giờ ai đời lại ngược lại, nạn nhân là phải trốn tránh bởi những cái điều mà mình không muốn, đúng không? Nhưng mà mọi người cũng là phụ nữ mà, làm như vậy không sợ mang tiếng hả? Nếu sợ mang tiếng thì mọi người đã không có làm rồi. Chính vì mình là phụ nữ cho nên mới càng phải hiểu nhau hơn, càng giúp đỡ nhau nhiều hơn. Thư nói đúng rồi, tôi đâu có làm gì sai đâu, mắc gì tôi phải trốn tránh. Phải vậy chứ. Lấy chồng xong gu cũng bạo quá à. Không có, cái này là ai gửi tới cho chồng tao nè. Cái gì nữa đây nè? Anh Thành thân mến, kể từ lần đầu tiên gặp anh đến giờ, em không biết đã bao nhiêu lần mơ tưởng đến cảnh mình ngủ với nhau. Em mặc bộ đồ này cho anh xem, trang yêu dấu của anh. Trời đất ơi, ông Thành, ông Thành đâu? Ra đây coi. Ủa cái gì vậy dạ? Con trai là con nào mà nó gửi ba cái thứ này cho anh là sao? Anh gì nói nha, trời. Ở nhà tôi đáp ứng cho anh không đủ hay sao mà bây giờ anh đi ngoại tình? Con trai là con nào, nói rõ cho tôi coi. Anh có biết Trang nào đâu? Không biết hả? Mày như vậy con không biết. Mày để cho mày giải thích đã. Ông chối kìa. Đâu rồi, anh đọc lại coi. Trang. À. Đó, biết ngay mà, nhớ rồi chứ gì. Nhiều bồ tên Trang quá nên nó đùng cái đâu biết là con nào đâu. Không phải anh Trang này nè, là cái bà đối tác của anh, bà khách hàng của anh đó. Bà lớn tuổi rồi, bà hả, bà muốn đến với anh mà đâu có chịu đâu, anh từ chối bà. Mà anh đâu có ngờ có ngày bà gửi bà cái tập bậy bạ này tới nhà mình đâu. Lớn tuổi là bao nhiêu tuổi? Em nghĩ sao vậy, bà lớn tuổi lắm rồi, bà là những máy bay bà già đó, cũ xì rồi. Thiệt không? Nói thiệt. Em với bà ai đẹp hơn? Em là số 1. Em rất đẹp. Ê. Nhà có khách nghe không? Quên. Thì tôi thương chồng tôi ghen là đúng rồi. Trời, tôi chọc đó. Có gì đâu. Nãy giờ gặp tôi chắc tôi đuổi chồng tôi đi luôn rồi. À, đi ăn. Để anh lên xe anh chở hai đứa đi ăn nha. Hai em đi ăn nha. Gớm ghét.
À, dục luôn đi. Anh ra lấy xe nha. Dễ sợ không? Thôi đi. Nói chung á là rất là ngon. Ồ, ai vậy? Dạ, con chào cô. Cô tới đây tìm ai vậy cô? Mình sẽ tự giới thiệu. Mình là Trang. Em là Mai đúng không? Trang. Mình là đối tác và có thể sẽ là vợ của anh Thành. Mình đến đây á là để mình tuyên bố mình sẽ cướp anh Thành. Mình sẽ làm cho hai vợ chồng của em Mai sẽ chia tay. Trời đất ơi, này bà già bứt nết kìa. Ngày xưa mẹ bà đẻ ra cái nết bà văng ngay chỗ bà mù đẻ rồi hay sao vậy? Mà nghĩ sao bà trẻ đẹp không nói, tiểu tâm già đi cướp chồng người ta mà tới nhà người ta tuyên bố với tôi hả? Giờ bà muốn cái gì? Muốn xanh cỏ hay sao? Già cũng có cái thế của người già chứ. Nhưng mà cô ơi, ai ban cho cô cái nét tự tin không biết xấu hổ luôn vậy? Tiền. Tôi tặng cô cái võ hiệu này kèm theo 1 tỷ. Cô thấy sao? Má tặng về đi. Má có cho 1 tỷ hay là 10 tỷ hay là 100 tỷ con cũng không có bán chồng con cho má đâu. Trời ơi, tiền của má chắc cũng không có sạch sẽ như má vậy ha. Biến ra khỏi nhà tôi nha. Đừng có để tôi họ bỏ chó ra đuổi khách nghe chưa. Nè, cái gì nữa đây? Nè, nè, cái thứ của bà nè. Bà đem ra khỏi nhà tôi ngay. Cái thứ già mà không có liêm sỉ. Được rồi, chê hả? Ở đó mà chờ đi, trước sau gì anh Thành cũng thuộc tôi à. Tức quá mà. Con mẹ da. Thiệt mà. Thôi, mà bình tĩnh đi. Mày cứ nóng tính vậy á, ông Thành không chán mày đó. Tao đâu có làm gì sai đâu. Thôi bây giờ tao hiền rồi đó. Chứ gặp tao ngày xưa hả, tao cho bả xanh cỏ liền. Với là mày yên tâm đi, chồng tao mê tao lắm. Nhất là mê tao chửi. Trời ơi, tao chửi hay như hát vậy mà. Trời ơi, dễ gì mà chán tao. Dữ không? Nhưng mà tao thấy chuyện này không có ổn đâu. Nhất là cái bà già trơ trẽn này. Mày phải thay tao dạy bả một bài học nha. Ừ, để tao tính cho. Hôm nay tôi toàn nấu mấy món mà bà thích không á nha. Trời ơi, tôi nhìn thôi là thấy đói lắm rồi đó. Nhưng mà đợi xíu đi, chồng tôi về rồi mình ăn chung ha. Chứ biết sao giờ, còn làm bạn chỉ có vậy thôi. Ừ. Ủa, anh đi về ăn cơm, dẫn bà ta theo gì vậy? Anh đang muốn cái gì? Đừng có nóng mà. Trang là giám đốc công ty Vạn Đỉnh. Tôi đầu tư vô trong đây không có ít đâu, 5 tỷ lận á. Mà không dám mời tôi bữa cơm nữa. Thôi, dù sao thì cô Trang cũng là nhà đầu tư. Nhà đầu tư đã tới nhà chơi mà mình không mời được mâm cơm thì bất lịch sự quá. Biết chuyện dữ lắm luôn á. Tôi chịu cái cô này nè. Đây 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 đây. Má ăn cơm. Đây. Công nhận. Tự nhiên như bà điên vậy đó. Nói gì thì nói chứ. Miễn sao tôi ăn cơm với người tôi yêu là tôi thích lắm rồi. Y như là hai vợ chồng có hai đứa con gái. Ăn ăn đi, ăn đi. Ồ, Mai, Mai ra mở cửa đi. Để cô Trang đi tiếp cho. Cô cứ thoải mái đi nha. Ra liền, ra liền. Trời ơi, chú ơi, chú bấm cái chuông cửa nhà con hư thì sao? Bấm gì bấm dữ vậy? Bà ta đâu rồi? Bà Trang đó, vợ của tôi đó. Bà đâu? À, bà chồng á. Ê, chú làm gì vậy chú? Bỏ Mai đi, đi theo Trang. Muốn cái gì á, Trang cũng chiều á. Bà Trang, bà làm gì ở đây vậy? À, bà quá lắm rồi nha. Tôi tưởng bà đi công việc gì. Ai nhè mà bà đây. Bà cưa cẩm bà tán tỉnh trai trẻ phải không à? Hả? Sao không biết ở đây? Đây nè, nhờ cô My này. Cô báo cho tôi biết là bà đang ở đây. Bà quay ở đây đó. Cái con này, tại sao mày xía vô chuyện gia đình của tao? Bà im cái miệng bà con coi. Bà biết cô My đây là ai không? Cô My này đó là đại tiểu thư của tập đoàn BCU mà đã đầu tư vốn cho công ty Vạn Đỉnh mình đó. Đang nói hồ đồ. Trong lúc tôi trai vất vả tôi làm kiếm tiền thì bà đó, lấy tiền nhà cầm cố tài sản lấy tiền để nuôi trai trẻ. Bà quá đáng lắm rồi. Tôi nói cho biết nha, hôm nay tôi về tôi làm đơn ly dị bà để coi bà còn có lấy danh nghĩa vợ giám đốc để bà làm chuyện bậy bạ nữa không. Ông ơi, ông cái gì? Cút về ngay đi. À, xin lỗi mọi người,
không biết là chuyện vừa rồi có làm ảnh hưởng cái sự hợp tác giữa cái tập đoàn của mình với lại công ty tôi không vậy cô? Không có gì đâu, ông cứ về giải quyết việc gia đình đi. Còn chuyện đầu tư của hai công ty thì mình vẫn cứ triển khai bình thường. Cảm ơn cô nhiều lắm. Thôi gia đình cứ ăn cơm tiếp tục nha. À, xin lỗi, tôi chào mọi người, tôi về. Trời ơi, đúng là bạn tôi mãi đến. Hai vợ chồng bà sắp xếp gửi lại tiền đầu tư cho bà ta đi, cứ để ta đầu tư. Trời ơi, anh thấy không, có bạn thân làm đại gia có khác. Ơi dậy dậy cái tay coi. Ăn cơm, cơm. Vô phục vụ, phục vụ đó ai, phục vụ. Dạ anh cần em giúp gì không ạ? Tao không có kêu mày, biết nhanh. Dạ anh kêu cưng đó, cưng qua đây. À, nhanh lên đi em. Xin phép. Dạ hai anh cần em giúp gì vậy? Giúp tụi anh vui vẻ đi em. Dạ em xin lỗi hai anh nha, đang trong giờ làm việc em không có uống rượu được. Cái gì, đang trong giờ làm việc là em không phục vụ tụi anh hả? Làm tụi anh vui vẻ đi chứ, khách hàng là thượng đế mà cưng. Chắc cô em ở đây á không có xem tao với mày là khách đúng không? Dạ em không có ý đó, chẳng qua là nhiệm vụ của em là bưng bê thôi chứ không có được uống rượu. Mày nói cái gì, phục vụ quán bar mà còn hay ra vẻ sạch sẽ hả? Mày làm như vậy á là đang không tôn trọng tụi tao đó. Bây giờ một là mày uống hết, còn hai là tao xách đầu mày lên gặp quản lý. Dạ phục vụ quán bar thì cũng là phục vụ bình thường thôi mà, có gì mà không sạch sẽ. Mà nếu như nó không có sạch sẽ thì chẳng qua là vì những người khách dơ bẩn như hai người thôi. Mày là ai mà mày xí vào chuyện của tao hả con kia? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ đứng trước mặt tôi thì hai anh đừng có hòng dở trò gì hết. Nó hù tao kìa mày, tao sợ quá. Mày muốn gì? Dạ anh ơi em xin hai anh mà. Hai anh chờ em chút nha. Chị Thư. Dạ em biết là chị muốn tốt cho em, nhưng mà đừng để vì việc này hai bên xảy ra xô xát, em bị đuổi việc mất. Em không có gì phải sợ đó, chị giúp em được mà. Em biết là chị giúp em được, nhưng mà mình tránh được bữa nay, ngày mai ngày mốt họ cũng tới tìm em nữa. Hay là chị cho em tự lo liệu việc này nha. Như vậy có được không? Có một ly rượu à, em nghĩ không sao đâu chị. Thôi được rồi, nếu như mà em đã quyết định như vậy thì cứ làm theo ý em đi. Dạ. Ê con kia, hồi nãy mày mạnh mỏ lắm mà, sao bây giờ mày bỏ đi vậy hả? Ê! Ê anh ơi, em xin lỗi hai anh mà. Cho phép em mời hai anh uống nha. Cưng thiệt là đúng là ngoan ngoãn sớm như vậy á, có phải tốt hơn không? Nào, vô. Dạ để em uống. Vô. Em uống hết đi, cho tụi anh thấy sự chân thành của em chứ. Dạ. Em giỏi quá em ơi. Nữa đi em. Ly này anh mời nha. Này đâu rồi em? Về chưa? Hình như là chưa về á chị. Vậy còn Thanh đâu? Dạ chị Thanh bị ép uống nhiều quá nên đang ở trong toilet á. Có chuyện gì vậy ta? Trời ơi là trời. Cái loại con gái mất nết như cô mà đòi về làm dâu nhà tôi hả? Định bơi cho chắc đó lên mặt gia đình tôi hay sao? Thanh,
Sao em lại phản bội anh? Không phải như vậy đâu anh Phong. Em không biết gì hết á. Chỉ là hiểu lầm thôi à. Hiểu lầm? Rành rành như vậy mà còn chối cãi nữa. Hay là cô muốn có một cái clip dựng cái cảnh mà cô với nó đang ngủ với nhau thì cô mới chịu chấp nhận đúng không? Không phải như vậy đâu bác. Con nhớ là con chỉ ngồi ở đây uống với anh có một ly rượu à. Tự nhiên ngủ nào không hay luôn. Rồi vậy cái mọi chuyện thành như vậy rồi. Con không biết gì hết đó bác. Cái gì? Vì tự nhiên mọi chuyện như vậy. Chính cô là người xà vào lòng tôi. Cũng là cô là người cởi áo tôi ra. Rồi bây giờ cô nói là đổ lỗi cho tôi là sao? Chính anh. Anh hãm hại tôi đúng không? Ai hãm hại cô? Hả? Với cái mỏ của cô á, cô la lên một cái là cả quán cứu cô rồi. Chứ ở đâu mà tôi với cô ngồi đây sập sình. Tào lao. Đó, con thấy chưa? Mẹ đã nói với con rồi. Cái hạng gái mà làm trong cái môi trường này á, không thể nào là đàng hoàng được hết trơn á. Con mà cưới nó về là coi như cái đầu con mọc mấy chục cái sừng rồi đó. Anh Bồn ơi, em không phải là người như vậy đâu. Anh tin em chứ? Nhưng những hình ảnh như vậy thì làm sao anh có thể nào tin em được? Thôi đủ rồi, đi về con. Cái loại gái này không cần phải hối tiếc đâu. Về đi, mẹ kiếm người đàng hoàng mày cưới cho con. Đi. Khoan đã, đâu có đi dễ dàng như vậy được. Anh có yêu Thanh không? Tôi yêu Thanh, nhưng tôi không thể nào chấp nhận sự phản bội của Thanh như vậy được. Nếu như mà anh yêu Thanh, vậy anh có thật sự muốn biết sự thật không? Sự thật? Đúng. Sự thật là Thanh bị người ta hãm hại. Chị Thư, chị biết chuyện gì hả? Chị giúp em với. Chị em không biết gì hết đó chị. Chị biết. Khi Thanh đang phục vụ bạn của tôi thì anh thanh niên này đã cố tình ép Thanh sang phục vụ bạn của anh ta. Phục vụ? Dạ, anh cần em giúp gì không ạ? Tao không có kêu mày. Ê. Dạ. Anh kêu Cưng đó Cưng. Dạ, hai anh cần em giúp gì ạ? Rồi có hành động sàm sỡ, sờ mó và uy hiếp Thanh phải tiếp rượu với anh ta. Mặc cho Thanh đã cương quyết từ chối. Và tôi cũng đã đứng ra can ngăn. Nhưng anh ta vẫn một mực bắt Thanh phải uống cho bằng được ly rượu đó. Giống như là anh ta đã cố tình nhắm vào Thanh ngay từ đầu phải uống ly rượu đó. Thì tôi thấy cô ta xinh, tôi kêu cô ta tới phục vụ tôi. Có gì bất thường đâu. Với lại cô ta xinh đẹp nhưng mà cô ta thích thể hiện. Nhậu xỉn ráng chịu. Đúng. Nếu như đó chỉ là một ly rượu bình thường thì chẳng sao hết. Nhưng mà anh lại cho Thanh uống một ly rượu mà anh đã bỏ thuốc mê vào. Thuốc mê gì? Ê, cô đừng coi phim quá, cô bị nhiễm nha. Cái gì thuốc mê gì ở đây? Ai bỏ thuốc mê vô? Tào lao quá cô. Nếu như anh nói anh không bỏ thuốc mê vào ly rượu của Thanh, vậy thì ly rượu đó nè, anh uống đi. Ai biết mày bỏ gì trong đó mà kêu tao uống. Vậy thì cái này anh không chối được rồi đúng không? Camera trong quán bar dễ gì chiết xuất được, sao mày có? Vì tôi là bạn của chủ quán nên không dễ thì tôi cũng phải làm cho nó thành dễ thôi. Anh hại tôi. Tôi sẽ liều mạng với anh. Em không cần phải tốn sức với hắn đâu. Cái tội mà chuốc thuốc mê người khác vì lý do bất chính thì cũng đủ cho hắn ngồi tù rồi. Còn anh nữa. Ở góc này tuy là không có camera nhưng mà ở bên kia thì có. Anh xem lại kỹ ở góc máy này đi. Thanh vẫn chưa từng bị hắn xâm phạm. Ở đây chỉ là dàn cảnh thôi.
Thanh, anh xin lỗi vì đã không hiểu cho em. Không sao đâu anh Phong, anh chịu hiểu và thông cảm cho em là em vui lắm rồi. Mẹ con điên rồi hả? Con tỉnh táo lại đi. Lần này cô ta thoát được, nhưng biết đâu những lần trước cô ta đã bị hại đến đâu rồi sao? Cái loại người mà tiếp xúc được với những hạng như vậy là những loại gái không có đàng hoàng. Đúng à, tiếp xúc với những người làm chuyện xấu thì đúng là không có đàng hoàng thiệt. Bởi vậy chắc là cô cũng phải nên coi lại bản chất của mình đi đã. Cô nói cái gì? Bản chất của tôi sao? Cô chính là người đã thuê anh ta đến đây hãm hại Thanh mà. Chắc hẳn là cô cũng đã tiếp xúc nhiều với anh ta rồi đúng không? Nói xét về góc độ xấu xa, anh ta xấu 1, còn cô thì xấu 10 lận, đúng không? Nè, cô đừng có gì binh vực đó mà đổ thừa bậy bạ cho tôi nha. Tôi đưa cô ra tòa đó, không phải đụng được tôi là dễ đâu. Được thôi, cô cứ thưa đi. Tôi sẵn sàng đem đầy đủ tất cả bằng chứng về tội chủ mưu hãm hại người khác của cô lên hầu tòa. Mẹ tôi là chủ mưu. Đúng. Trong số nhân viên, Thanh là phục vụ tôi thích dạ, nhất. Chào chị. Vì vậy, khi nghe Thanh báo tin Thanh sắp lấy chồng, tôi đã rất mừng cho em ấy. Hôm nay qua đây gặp anh Tuấn quản lý hả? Ừ, chị đang đợi anh. Ủa mà sao mấy bữa trước chị qua không có thấy em? À, mấy bữa trước em đi chụp hình cưới nên nghỉ. Thiệt hả? Dạ. Vậy là sắp đám cưới. Cái anh mà bình thường là hay chờ đón em tan làm đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Em mừng lắm. Em cứ nghĩ là nhà em nghèo, nhà của ảnh giàu thì ba mẹ của ảnh cũng không chấp nhận em. Nhưng mà ba mẹ của ảnh thương em lắm chị. À, nhà của ảnh làm kinh doanh đó, chắc là chị có biết. Dạ đây, hình của mẹ ảnh nè. Nhìn mặt thì đúng là có quen thiệt. Nhưng mà chị không có nhớ ra là đã gặp ở đâu hay là có hợp tác qua chưa nữa. Dạ. Nhưng mà chúc mừng em nha. Dạ em cảm ơn chị. Thôi em vô lấy thêm một ly nữa ra đây uống với chị. Dạ. Khi gặp được bà trực tiếp, tôi đã nhớ ra tôi thật sự đã gặp bà rồi. Nói chính xác là vừa mới gặp ở trước cửa quán bar. Vì xe chặn trước hướng đi của tôi rất lâu nên tôi đành phải xuống xe và đi bộ vào quán. Tôi cũng tò mò xem chiếc xe đó bị làm sao mà lại đứng lâu không có ai xuống xe, nên tôi cũng nhìn qua và thấy bà đang ngồi cùng một người khác nói chuyện. Tuy không rõ mặt anh ta vì vị trí ngồi của anh ta khuất tầm mắt của tôi, nhưng chiếc áo của anh ta mặc trên người thì tôi vẫn còn nhớ rõ. Và nếu bà muốn, tôi có thể trích xuất camera cho bà xem. Người quen của cô lại nhắm vào con dâu của cô mà hãm hại. Rồi bất ngờ chưa, đột nhiên hai người lại xuất hiện ở đây để bắt quả tang. Nghe thôi là đã biết không thể nào chỉ là trùng hợp được. Mẹ, thì ra hôm nay một mực mẹ muốn con đi cùng mẹ đến chỗ làm của Thanh để thông cảm và hiểu cho cô ấy, là để thấy những cảnh này hả mẹ? Đúng là mẹ làm đó. Rồi sao? Mẹ không muốn con lấy cái loại gái vừa nghèo hèn lại còn đi vừa phục vụ quán bar như đó. Mẹ không có chấp nhận. Tại sao bác không chấp nhận? Bác không nói cho tụi con biết bác lại hãm hại con như vậy? Tôi nói ra thì liệu cô có chịu chia tay với nó không? Còn con, cô có chịu bỏ nhỏ này không? Mẹ, cô ấy làm phục vụ thì có gì sai hả mẹ? Cô ấy đâu có làm gì bất chính đâu mà mẹ lại đối xử với cô ấy như vậy. Nhưng mà mẹ không muốn con cưới nó, mẹ cấm con đó. Được, nếu như mẹ vẫn giữ kiên định như vậy thì con không cản. Còn việc cưới Thanh, con vẫn cưới. Đến ngày cưới, mẹ muốn đến thì đến, không cũng được. Mẹ, cảm ơn cô đã cho tôi biết đâu là sự thật. Em cảm ơn chị đã giúp em. Đi em, mình đi. Mẹ, Đại thiếu thư, tên khách hồi nãy và tất cả chứng cứ đã thu thập đầy đủ. Bây giờ mình có đưa qua cơ quan chức năng để giải quyết không? Đưa tất cả qua cho Phong và Thanh để gia đình của họ tự giải quyết. Dạ.